Tiếp nối các hoạt động thiện nguyện vì nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ, tuần qua, Quỹ Tâm Tài Việt, Vietlott, đơn vị đồng hành Thời báo Tài chính Việt Nam và Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện đã trao quà để hỗ trợ mua sắm thiết bị, dụng cụ học tập cho các trường học tại một số địa phương. Ngày 24 tháng 9, Quỹ Tâm Tài Việt, Vietlott, đơn vị đồng hành Thời báo Tài chính Việt Nam và Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Bưu điện đã trao 200 triệu đồng để hỗ trợ mua sắm thiết bị, dụng cụ học tập cho 4 trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại bởi bão lụt, bão Yagi. Các trường được hỗ trợ bao gồm trường mầm non Gia Sàng, trường tiểu học Túc Duyên, trường trung học cơ sở Quang Vinh và trường mầm non Úc Kỳ. Cũng trong ngày 24 tháng 9, đoàn đã trao 200 triệu đồng để hỗ trợ mua sắm thiết bị, dụng cụ học tập cho 4 trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, bao gồm trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Đồng Xá, huyện Na Rì, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Văn Vũ, huyện Na Rì và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bằng Thành 1, huyện Bắc Nẵm. Với tinh thần tương thân tương ái, ngày 25 tháng 9, Quỹ Tâm Tài Việt và Vietlott đã trao tài trợ 200 triệu đồng để hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập cho 4 trường học của tỉnh Nam Định, bao gồm trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, trường tiểu học Hải Giang, trường trung học cơ sở Xuân Kiên và trường trung học cơ sở Nghĩa Hùng. Tiếp đó vào ngày 25 tháng 9, đoàn cũng đã trao 200 triệu đồng để hỗ trợ mua sắm thiết bị, dụng cụ học tập cho 4 trường học trên địa bàn tỉnh Thái Bình, bao gồm trường trung học phổ thông Nam Tiền Hải, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, trường trung học và trung học cơ sở Thái Xuyên, trường mầm non Đông Hoàng để hỗ trợ mua sắm lại trang thiết bị, dụng cụ học tập. Trong ngày 28 tháng 9, Quỹ Tâm Tài Việt và Vietlott đã trao tài trợ 500 triệu đồng để hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập cho 6 trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bao gồm trường mầm non Chi Phú, trường mầm non Trung Hòa, trường trung học và trung học cơ sở Bình Nhân, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Chi Phú, trường trung học phổ thông Ỉ La và trường trung học phổ thông Chiêm Hóa.